các bệnh lý khác. Ví dụ này, bệnh nhân tạng suy yếu. Tạng suy yếu là hư chứng. Lại mắc thêm một bệnh mới là thực chứng. Cho ví dụ người ta còn cái tên gọi khác đấy, cả hư và thực phối hợp nhau ta gọi là hư trung hiệp thực. Hư trung hiệp thực hoặc là gì, hư thực thác tả, tức là có cả hư cả thực. Hư trung hiệp thực tức là có cả hư cả thực. Hư thực thác tả tức là trên một người bệnh cùng một lúc có cả hư cả thực. Thì nó liên quan đến trong chữa bệnh của chúng ta, không phải hư thực là anh tả mạnh nhưng người ta lại có hư thì là thế nào. Hư thực cái gì? Hư thực khác tả khác gì ạ? Khác tả, khác tả, hư thực khác tả, khác tả trung hiệp thực, hư thực khác tả, tức là gì, trên một người bệnh có cả bệnh hư có cả bệnh thực. Hoặc cái thứ ba nữa là hư thực lẫn lộn, cũng có triệu chứng như này, người ta có ba cái tên như thế: hư trung hiệp thực, hư thực thác tạp, hư thực lẫn lộn.